Tuổi nhỏ làm việc lớn, năm bạn nhỏ Quảng Bình mưu trí, dũng cảm cứu hai người bạn giữa dòng nước. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10, các em Đinh Phương lớp 8A, Đinh Kheo lớp 6A, Đinh Lức lớp 6A, Đinh Ca Ngư lớp 6A và Đinh Beo lớp 6B, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Bố Trạch đóng ở xã Thượng Trạch đang đi chơi trên đường từ trường ra gần dốc Nịu thuộc bản Cà Ròng 2, xã Thượng Trạch. Trong lúc vui đùa, các em bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thảm thiết. Ngay lập tức, em Đinh Phương lớp 8 phát hiện thấy hai em nhỏ đang chơi với giữa dòng nước xiết. Không chút do dự, em vội gọi các bạn cùng chạy theo rồi nhanh chóng lao xuống suối bơi ra cứu người. Tuy nhiên, dòng nước chảy mạnh khiến em Phương không thể kịp tiếp cận hai bạn nhỏ. Nhận thấy tình hình khẩn cấp, bốn bạn còn lại là Đinh Kheo, Đinh Đức, Đinh Ca Ngư, Đinh Beo nhanh chóng chạy ra đón trước, chọn một vị trí thuận lợi hơn để bơi ra cứu người. Với sự phối hợp nhanh nhẹn, mưu trí và dũng cảm, các em đã cứu được hai em nhỏ thoát khỏi nguy hiểm. Hai em nhỏ là Đinh Nghị học lớp 2 và em Đinh Minh học lớp 1. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, năm anh hùng nhí đã thành công đưa hai bạn nhỏ lên bờ. Không chỉ những thế, còn dẫn các em về nhà dặn dò cẩn thận. Tuy hành động của các em có phần nguy hiểm, nhưng vẫn xin biểu dương nghĩa cử dũng cảm, mưu trí của các em đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ người khác của dân tộc ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.